Xin hứa cuối tháng 4 năm 2017 này tôi sẽ thao láo trong tay 600 triệu đô la từ 3 nguồn thu nhập chính: 1. Marketing online, 2. thị trường chứng khoán, 3. thị trường bất động sản. Hiện tại tôi đã có nhà và xe. Ngày hôm nay đứng tại đây tôi xin giới thiệu các bạn về phương pháp làm giàu. Các bạn sẽ thao tóm trong tay 1 triệu đô trong vòng tháng. 2 3. Alo. Chào em, đang buồn à? Này tôi, con gái không nên uống bia nhiều em à. Em cút đi. Đừng hiểu lầm anh, chỉ muốn hỏi để xin ba quả lon này thôi. Cảm ơn em nhé, em ngồi tiếp đi ha. Ngày bằng bảo bạn được tơ múa hết buông thổi ruộng có nhiều người trên này có bạn có thể được một tơ múa ta. Bảo công an đây, bảo công an đây, bảo công an đây anh chị ơi, bảo công an đây. Công nhân bạn của công an bạn chạy ghê mày ráo vậy không mà chạy hết luôn.